anh hỏi một câu nhá. Cái chuyện em thích anh thì bố mẹ em biết chưa? Biết chưa? Biết một là biết hai là chưa? Làm gì nó thích anh đâu. Quê! Trả lời cho anh vui một câu. Quay qua đây. Thế anh hỏi lại một lần nữa nhá. Thế việc em thích anh ấy, bố mẹ em có ai biết chưa? Rồi. Biết chưa? Thả về chưa? Xinh quá nhỉ. Ôi ôi, gái tắm mọi người ạ. Cái thái anh em nhá. Đứng lên xem nào. Quay mặt ra đây anh hỏi câu em. Mượn váy không? Quay trực tiếp đi, quay trực tiếp đi. Quay zoom xa, zoom gần vào. Gần rồi. Hả? Quay trực tiếp đấy. Ôi. Ây ôi. Nụ cười rất chi là tươi. Quay gần gần, quay hai tay rồi đấy. 39 lượt chị em đấy, 40 rồi. Quay quay rồi. Kính thưa quý vị, trước mặt tôi đây là một cô gái Thái đang đi tắm hang mọi người ạ. Ở dưới này là hang nước. Trước mặt tôi đây, trước mặt quý vị đây thì là có một cô gái Thái đang tắm. Trông cô ấy rất là điệu đà, như là đang e thẹn gì đấy. Thì vị nên na. Thì vị nên na. Tắm nước như nào, tắm theo cái kiểu mà người ta tắm ấy. Cầm nước vẩy vẩy lên mặt ấy. Giống như mà không ngủ được. Em ăn gì mà trắng ấy? Em tắm như này em có thấy mát ở nhiều chỗ không? Có một vành đất có cỏ rồi. Rồi. Trắng trắng. Trắng. Mọi người. Váy Thái à? Đây là váy gì? Váy hoa hồng. Quái, tự nhiên quái cười tít mắt. Anh hỏi đi. Em tên gì? Em tên gì đấy? Tên Kim. Nhà em ở đâu? Nhà em ở đằng đâu? Cô gái Thái ở trên bản hùng. Cô gái này là người dân tộc kiểu Thái, mặc đồ Thái, nói tiếng Dao và sống ở trên bản Mông. Thế em năm nay bao nhiêu tuổi? Em có thể review vì cái váy của em không? Em chưa 18. Review cái váy của em được không nhỉ? Ôi giời, có gì để review đâu. Anh chỉ thắc mắc cái váy này nó bên trong có cái gì thôi. Thì bên trong nó là váy thôi. Không, cái tư là gì của buổi. Nhưng mà váy này là của em mua hay là mượn? Mượn. Của chị tao mới khét. Của chị tao cơ mọi người ạ. Của chị tao cơ. Thế bạn có thể review về cái váy của chị tao không? Mở. Không, nắng. Không sao. Che một bên đi. Đừng có che mặt. Đừng có mở có lông nách rồi. Đừng có mở có lông nách. Quay đằng kia cho thằng kia nói. Đây, ở đây thấy cái gì? Lông nách đây, nó là trên này trên lông nách. Ủa đấy. Thế là em mặc cái váy như này là bên trong em có mặc gì thêm không hay là chỉ mặc mỗi váy thôi? Mỗi váy thôi các bạn ạ. Bạn này bảo là mặc mỗi váy thôi. Chết này. Anh hỏi cho một câu nữa chứ. Thế tắm ở đây em không sợ cá ở vị trí chết hết à? Cá đéo đâu mà chết. Có, anh thấy có. Đây anh hỏi một câu nhá. Cái chuyện em thích anh thì bố mẹ em biết chưa? Biết chưa? Biết một là biết hai là chưa? Làm gì nó thích anh đâu. Quê. Trả lời cho anh vui một câu. Quay qua đây. Thế anh hỏi lại một lần nữa nhá. Thế việc em thích anh ấy, bố mẹ em có ai biết chưa? Rồi. Biết chưa? Thả về chưa? Xinh quá nhỉ. Đi lên đi. Sau một thời gian mà mình đi trêu gái xong thì bây giờ mình đã lên đến cửa hàng nước của mình ạ. Đây ở đây có người dân ở đây đã làm một cái lán nhỏ ở đây. Đây, mọi người có thể nhìn sơ qua về cái lán này, được bằng lá thì
không biết ạ. Lá này ngày xưa bọn mình hay lấy để làm bánh nhá mọi người. Đấy, cái này là có sản này. View rất là đẹp luôn. Đấy, mời mọi người vào đây xem này. Mát. Ở đây có lều rồi, có lán rồi thì chắc là tí bọn mình sẽ nướng một con gì đấy để bọn mình ở đây thưởng thức và quan cảnh này. Thế này là bọn mình đi tắm luôn nhá. Bọn mình đi tắm. Quá là đẹp luôn. Tí mình sẽ mang điện thoại đi xuống nước quay cá cho anh em xem nhé. Không, không quay được đâu mọi người. Hiện tại bên mình đang có một chai nước ngọt này, giải nén tinh khiết, và một chai nước ngọt để tăng vitamin C để lại mọi người. Chai này là chai vitamin cồn, vitamin C cồn để tí để mình lặn nhá mọi người nhá. Hiện tại bên mình đang có cũng đủ để bọn mình lặn thôi mọi người. Này là oxy. Mát quá, mát luôn.